Chắc chắn các bạn đã từng nghe về gã thợ săn vô hình ngoài hành tinh rồi đúng không? Hôm nay Thỏ sẽ đưa các bạn đến thời điểm lần đầu tiên con người chạm trán với con quái vật hung bạo này. Bộ phim bắt đầu. Một người phụ nữ và một con chó đi săn. Cuối cùng họ cũng bắt được một con nai già, nhưng lại bị một con gấu xám hoang dã cướp phần thưởng. Naru cảm thấy run sợ khi nhìn thấy gấu xám. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, trực tiếp quấy rầy con thú đang kiếm ăn. Naru hồi hộp và quyết định ra tay. Khi cô đang rút cung và đặt mũi tên lên để bắn, dây cung bất ngờ bị đứt. Mớ thanh này trực tiếp thu hút con gấu xám. Naru vội vàng nằm xuống và thắt lại dây cung. Cùng lúc đó con thú khổng lồ chạy dưới phiến đá nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng tìm được đường lên núi và nó phát hiện ra con chó vàng đang sủa dữ dội. Nhìn thấy con gấu xám đang từng bước tiếp cận, con chó dũng cảm đã bước tới và trực tiếp dẫn con gấu khổng lồ ra khỏi chủ nhân của nó và chạy về phía xa. Chẳng mấy chốc con gấu khổng lồ cũng chạy xuống núi, gầm rú đuổi theo. Naru sửa cung tên, từ trên núi nhảy xuống một cái. Cô nâng vũ khí của mình lên và ngắm nó từ phía xa, nhưng phát hiện ra con chó đang chạy về phía mình. Ngay khi cô ấy nhìn con chó với vẻ mặt bối rối, con gấu khổng lồ lại xuất hiện. Naru chỉ biết quay đầu bỏ chạy, nhưng làm sao cô ấy có thể di chuyển nhanh hơn một con gấu khổng lồ. Cô không còn cách nào khác ngoài lao xuống nước, hy vọng trốn thoát và lặn vào bụi cây ở phía xa. Khi vừa ngoi vào, cô đã thấy con thú khổng lồ há miệng và gầm thét dữ dội. Nhưng kỳ lạ thay, con gấu xám đột nhiên ngừng tấn công, quay lại và bỏ mặc cô gái. Khi nhìn kỹ lại, cảnh tượng trước mắt không thể nào quên được. Con gấu xám đã có một cuộc chiến sinh tử với một sinh vật vô danh. Toàn bộ cơ thể của sinh vật vô danh vô cùng trong suốt và nó mạnh đến mức nó thực sự ném con gấu ra xa vài mét. Điều này khiến Naru choáng váng. Gấu xám vùng dậy cố gắng hết sức cắn xé vật thể lạ. Sau đó gầm lên bầu trời và la hét. Nhìn thấy cảnh này, Naru cũng có chút nhẹ nhõm. Nhưng khi gấu xám vừa quay đầu rời đi, vật thể không rõ lại đứng lên, sau lưng đầy máu sống lại. Con gấu xám giận dữ quay trở lại, nhưng bị vật thể không xác định đánh trọng thương và ngã xuống nằm kề bên cạnh Naru. Ngay sau đó, gấu xám dễ dàng bị vật thể lạ rơi cao. Nó há to miệng và tắm trong màu của gấu xám. Naru nhận ra rằng nếu như mình không chạy thì người chịu hậu quả tiếp theo sẽ chính là bản thân mình. Cô liền nhảy xuống nước và bơi ra xa. Sau khi vứt bỏ gấu xám, vật thể không xác định đã lộ nguyên hình. Lúc này trên người đã đỏ bừng máu của gấu xám. Chẳng mấy chốc nó đã tìm thấy Naru đang bơi ở phía xa. May mắn thay, Naru đã thoát khỏi tai ương bằng cách bơi xuôi xuống dòng sông. Naru tìm một chỗ cạn và lên bờ trước khi cô ấy có thể lấy lại hơi thở của mình. Naru đã đụng phải vài chàng trai từ bộ lạc. Họ nói rằng chính anh trai của Naru đã phái người đến để đưa cô ấy về. Cô kể cho họ nghe những gì cô đã thấy và đã nghe vừa rồi, nhưng họ hoàn toàn không tin và coi cô như một kẻ mất trí. Naru không muốn vướng bận, cô xoay người muốn rời đi nhưng lại bị một số người dùng vũ lực khống chế chết. Mặc dù đã cố gắng chống cự nhưng vẫn không phải là đối thủ của quá nhiều người. Cô chỉ có thể theo họ về bộ lạc. Sinh vật không xác định đang đứng trên cây nhìn họ. Sau đó vài người đi được vài bước liền nghe thấy phía trước truyền đến một thanh âm. Ngay lập tức họ giương cung tên lên và sẵn sàng bắn. Khi âm thanh gần hơn, họ thấy rằng chỉ có một số động vật nhỏ ra ngoài. Đó là một báo động giả. Người đàn ông cười nhạo Naru đang sợ hãi bên cạnh mình. Lúc người đàn ông chuẩn bị nhặt con vật nhỏ vừa rồi, ba chấm đỏ bất ngờ xuất hiện trên người đàn ông. Người đàn ông rất ngạc nhiên bởi vì anh ta chưa bao giờ thấy thứ nào như vậy. Ngay sau đó, đống sáng bắt đầu di chuyển và với một tiếng hét, người đàn ông ngã xuống ngất. Khi kẻ vô hình đang thu hồi vũ khí của mình, anh ta bất ngờ bị một cung tên bắn trúng vào cánh tay từ xa, trực tiếp khiến hắn ta hiện nguyên hình. Hắn há mồm giận dữ giống lên với những người trong bộ lạc. Vẻ mặt đáng sợ kinh khủng khiếp, nhưng hai con người không hề hoảng sợ. Họ trèo qua cây và dũng cảm tiến về phía trước. Đối mặt với kẻ khổng lồ vô hình, người đàn ông cũng dùng tiếng gầm của mình để củng cố lòng dũng cảm. Anh đối đầu với hắn ta từ phía trước và đồng đội của anh ta tấn công trực diện từ phía sau. Kết quả là kẻ vô hình ném anh ta ra xa 10 mét. Lúc này kẻ vô hình lấy dao nhọn từ phía sau ra. Người đàn ông không còn khả năng phản kháng và bị chặt đầu trước mặt Naru. Một người bạn đồng hành lại nhảy lên cao và tấn công từ phía sau. Dù đã thành công làm bị thương bàn chân phải của kẻ vô hình, nhưng anh ta cũng choáng váng trước cú đấm của hắn. Kẻ vô hình máu lạnh rất tàn nhẫn, nhặt vũ khí của riêng hắn và đem cho người đàn ông một con dao. Sau đó hắn ta quay lại nhìn Naru cách đó không xa. Naru quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên kẻ vô hình không vội truy lùng mà tiến vào trạng thái tàng hình. Trong mắt kẻ vô hình phụ nữ không nguy hiểm trong mắt hắn ta. Khi Naru chạy vào cánh đồng cỏ thì bất ngờ gặp bạn đồng hành. Họ hạ thấp cơ thể để lên kế hoạch đánh lén kẻ vô hình. Nhưng họ liền bị phát hiện bởi ảnh nhiệt của kẻ vô hình. Ngay sau đó người đàn ông rút cung và bắn tên, nhưng Naru ở bên nhận ra rằng có gì đó không ổn. Ba đốm sáng đột nhiên xuất hiện trên đầu người đàn ông. Cô vội vàng kéo người đàn ông ra để né đòn tấn công bằng tia hồng ngoại của kẻ vô hình. Biết vị trí bị lộ, cả hai nhanh chóng vùng dậy bỏ chạy. Trên cánh đồng rộng lớn này, kẻ vô hình di chuyển như một cơn gió, trông như một bóng ma. Sau khi nhảy vào người đàn ông, chỉ còn lại một vũng máu. Naru bỏ chạy và không nhìn lại, kẻ vô hình đuổi theo sau. Đột nhiên Naru ngã xuống đất, cô ấy đã dẫn phải một cái bẫy khổng lồ. Bây giờ cô phải chạy trốn, khi vừa nhìn lên,
cô ấy đã thấy kẻ vô hình ngay trước mặt. Nhưng kẻ vô hình chỉ nhặt dây xích lên và để nó xuống một cách nhẹ nhàng chứ không hề làm gì Nehru. Khi cô quay đầu lại thì thấy bốn người đàn ông to lớn cầm súng chạy tới. Sau khi bị đánh một gậy, cô ấy bị rơi vào tay người Voyager. Khi Nehru tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô thấy mình và anh trai bị trói vào một cái cây lớn. Nhìn xung quanh thì thấy cây cối hoang vắng và đất đai cằn cỗi. Sau đó cô mới nhận ra rằng người Voyager đang sử dụng cả hai làm mồi nhử để thu hút kẻ vô hình. Cách đây không xa, một vài người đang ngồi trên lưng và sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc một người đang nhìn con quái vật bằng ống nhòm thì một người phía sau đột ngột biến thành hai đoạn. Sau tình huống đột ngột này, khiến con ngựa sợ hãi bỏ chạy. Hai người nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Hóa ra đó là một cuộc tấn công lén lút của kẻ vô hình. Một trong số họ chạy theo hướng của Nehru nhưng bị lưỡi dao sắc nhọn phía sau xuyên thủng và đâm sầm vào gốc cây. Sau đó một cơn gió thổi qua, trong làn khói bụi u ám, kẻ vô hình ác độc bắt đầu hiện nguyên hình. Với bộ móng to lớn màu đen sẫm trông rất đặc biệt. Khi hắn ta tiếp cận mồi, hắn ta vô tình giẫm phải bẫy, cơn đau khiến kẻ vô hình phải ngước lên trời gầm thét. Đột nhiên người đàn ông đang ẩn nấp gần đó kéo sợi dây xích lên và trực tiếp hạ gục kẻ vô hình xuống đất và ngay lập tức ném một tấm lưới khổng lồ để khóa hắn ta. Ngay khi người đàn ông đang vui vẻ, một con dao sắc nhọn bay vào đầu anh ta. Kẻ vô hình chiến đấu trở lại nhanh chóng, cạm bẫy của nhân loại trước mặt không xi nhê gì với hắn. Tay phải của anh ta ném một tấm lưới bẫy vào người đàn ông và người đàn ông tan ra như mùn cây mục nát. Anh ta lấy ra một vũ khí khác và mở chiếc bẫy trên chân mình. Sau khi mở bẫy, hắn như một kẻ sát nhân toàn năng giải quyết vấn đề trong một lần di chuyển. Sau đó kẻ vô hình quay lại và dùng một tấm khiên để chống lại cuộc tấn công của súng hỏa mai. Trong khi con người đang nạp đạn, kẻ vô hình mỉm cười nhẹ và một vài con người nhận được sự phẫn nộ ngay lập tức. Một trong số họ cũng được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của kẻ vô hình. Người đàn ông bóp cò và chiếc mũ sắt của kẻ vô hình đã bật ra khỏi đầu anh ta. Cùng lúc đó, Nehru cùng anh trai của cô đã thành công tháo dây thừng với sự hỗ trợ của bẫy thú. Càng ngày gặp càng nhiều người. Sau khi chống lại lần pháo dữ dội, kẻ vô hình bất ngờ ấn vào tay trái vũ khí bí mật. Sau đó bay lên và xuống cây như một con khỉ. Điều này là để hắn tránh ngọn lửa của người Voyager. Sau khi hắn ta đi, những người còn lại nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ trên mặt đất. Ngay khi họ tò mò đến gần, ba thiết bị hình tròn đột nhiên bay lên không trung. Sau một vòng quay nhanh đã phá hủy toàn bộ khu vực trực tiếp. May mắn thay Nehru đã chạy thoát kịp thời với vẻ mặt hậm hực. Đến trại căn cứ của người Voyager và muốn lấy lại cung và con chó của cô. Cô thấy con chó của mình và đang đợi những người này đi sơ tán. Một người đàn ông lấy ra một con dao găm và nhắm vào con chó con và giết nó. Bất ngờ Nehru giật hung khí đâm vào đùi người đàn ông, ném một con dao găm để đối đầu với một ai đó ở khoảng cách xa. Ngay sau đó Nehru giống như dập máy. Với sức mạnh của mình cô, số ít người còn lại đã được giải quyết. Cô đã thành công giải cứu chú chó cương của mình, thúc giục nó rời khỏi đây. Trong lúc Nehru đang chữa trị cho cái chân của mình, thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Bàn chân phải của người đàn ông đã biến mất. Anh ta không đe dọa Nehru nhưng hy vọng cô ấy có thể giúp anh ta cầm máu. Người đàn ông hứa sẽ đưa cho vũ khí để sử dụng. Nhưng sau khi Nehru băng bó vết thương cho anh ta, có tiếng động đột ngột xung quanh. Cả hai nhận ra rằng đó là kẻ vô hình đang đến. Người đàn ông nằm trên mặt đất giả vờ chết. Kẻ vô hình đi đến chỗ anh ta mà không nhận ra sinh vật sống. Nehru đang trốn sau cái cây và theo dõi tất cả những việc này một cách bí mật. Ngay khi kẻ vô hình đi khỏi, hắn ta vô tình giẫm phải chân của người đàn ông. Người đàn ông không kìm được mà tử vong. Bỗng từ xa có tiếng chó sủa. Kẻ vô hình đã trực tiếp cho xem vũ khí của mình và bật chức năng ngắm laser để khóa mục tiêu vào chú chó. Khi hắn nhắm vào con chó dễ thương, bất ngờ người anh cưỡi ngựa xuất hiện kịp thời và hất tung mũ bảo hiểm của kẻ vô hình. Tia laser của mũ hiểm chiếu vào cây. Ngay sau đó kẻ vô hình đã tấn công nhưng chú chó vẫn sống sót. Phi tiêu đi vòng quanh và trúng chính xác vết đỏ trong phát đầu tiên. Kẻ vô hình mất mũ bảo hiểm có chút tức giận nhắm vào người anh em cưỡi ngựa. Hắn ta thực hiện một phi tiêu thứ hai, nhanh chóng phi tiêu đi ngang qua và lại không trúng anh trai, mà lại đâm trực tiếp vào chấm đỏ với độ chính xác cao. Tiếp theo là phi tiêu thứ ba và người anh cũng đã tránh được. Chờ cho phi tiêu trở lại, tia laser sẽ tự động tắt. Nehru đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng táo bạo trong đầu mình. Kẻ vô hình nhặt chiếc mũ bảo hiểm trên mặt đất và đội vào đầu. Khi anh trai bắn một mũi tên sắc nhọn nhưng bị tấm khiên của kẻ vô hình chặn lại. Bất ngờ Nehru giơ khẩu súng lục để tấn công lén. Nhưng khi bóp cò thì nó không hoạt động, cô chỉ có thể hét lên để đánh lạc hướng kẻ vô hình. Với chiến lược dương đông kích tây của hai anh trai của Nehru nhảy lên cao và trực tiếp cắm lưỡi dao sắc bén vào ngực của kẻ vô hình. Sau khi tiếp đất, anh ta bắn một mũi tên khác, nhưng kẻ vô hình không hề sợ hãi, anh ta rút thẳng lưỡi kiếm ra. Vết thương trên cơ thể kẻ vô hình không bị ảnh hưởng gì. Ngay khi anh trai Nehru đánh hắn ta một lần nữa, kẻ vô hình nhanh chóng biến mất. Anh trai kéo dây cùng Nehru kiếm dấu vết của kẻ vô hình. Bất chợt một cơn gió mát thổi qua, anh nhận ra một điều gì đó không ổn. Ngay sau đó kẻ vô hình duỗi ra lưỡi kiếm của mình và đâm xuyên qua ngực của anh ta. Khi kẻ vô hình tiến về phía của Nehru, anh trai đã dùng hết sức lực để giữ kẻ vô hình lại. Hắn ta không chút ồn ào đưa anh trai của Nehru về phía Tây Thiên. Anh trai Nehru dùng mạng sống quý giá của mình để giúp đỡ em gái để đổi lấy thời gian trốn thoát quý giá. Nehru xuống sông rửa vết máu trên người.
cô ấy đã mất đi một người thân yêu và rất đau khổ mà cô ấy không thể nguôi ngoai trong một thời gian dài. May mắn thay vẫn còn một chú chó đi cùng cô. Khi Naru đang nghỉ ngơi thì tình cờ nhìn thấy tên béo đã bắt cóc cô ấy. Cô đánh anh ta bất tỉnh với cuộc tấn công lén lút từ một bên. Đây là lúc cô trả thù. Lần này đến lượt gã béo người trở thành mồi nhử. Ngay sau đó kẻ vô hình đến và bước tới chỗ người đàn ông. Không nói một lời hắn ta lấy mạng anh ta. Đột nhiên Naru xuất hiện sau lưng hắn ta, nhắm súng vào phía sau đầu của kẻ vô hình và bóp cò. Sau đó lấy trộm mũ bảo hiểm của kẻ vô hình. Điều này hoàn toàn khiến hắn ta bực mình. Để tìm thấy chiếc mũ bảo hiểm của mình, anh chàng vô hình đã sa vào cả bẫy của Naru. Lúc này đã Naru đã mai phục sẵn trên cây, chờ đợi thời cơ đến. Cô ấy từ trên trời rơi xuống sau khi bỏ chạy, cưỡi lên người kẻ vô hình. Cô ấy trực tiếp chém nhưng bị kẻ vô hình ném ra ngoài. Khi hắn ta rút vũ khí của mình và giết Naru, chú chó bất ngờ xuất hiện và một lần nữa cứu Naru. Tận dụng lợi thế của chú chó để tạo cơ hội, Naru chạy nhanh về phía lưỡi kiếm. Sau đó kẻ vô hình xả súng lực bất tòng tâm. Tay phải của kẻ vô hình ở trên cây. Chẳng mấy chốc Naru phát lực chặt cánh tay phải của hắn ta. Cánh tay bị cắt đứt đột ngột khiến kẻ vô hình ngạc nhiên. Và anh ta vung khiên vào Naru giết chết cô ấy. Naru không chống cự được nữa. Cô ấy đã bẻ gãy răng nanh của kẻ vô hình, cắm lên khuôn mặt của hắn ta. Ngay sau đó với sự hợp tác của chú chó, Naru dùng dao tấn công bắp chân của kẻ vô hình. Sau đó Naru cưỡi lên đầu kẻ vô hình và lấy dây thừng quấn quanh cổ hắn ta. Cho đến khi Naru bị hất tung ra ngoài, kéo dây nhanh chóng và kẻ vô hình bị kéo vào đầm lầy. Sau khi hắn ta biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng Naru biết rằng vẫn chưa kết thúc. Chắc chắn rồi, kẻ vô hình từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn ta rút vũ khí từ phía sau. Và giây phút này, Naru đã chờ đợi rất lâu. Ngay khi kẻ vô hình phóng một phi tiêu, số phận của hắn đã kết thúc. Hắn ta không ngờ tia laser phóng xạ lại nhắm vào đầu mình. Lần này hắn ta bất lực quay về bầu trời. Naru hét lên đầy phấn khích và cô ấy trở về bộ lạc với tư cách người đứng đầu đã giết kẻ vô hình hung ác. Trải nghiệm kỳ diệu đã khiến Naru trở thành huyền thoại của bộ tộc. Tất nhiên không thể thiếu sự đóng góp của chú chó. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.